Dậy đi con yêu ơi, dậy, dậy. Mẹ có cái này này, hay lắm, hay lắm. Hè này mẹ thưởng cho con một con iPhone 13 Pro Max để mà chơi Liên Quân. 13 Pro Max, chơi Liên Quân. Nào, dậy mà cày danh thôi, dậy đi con, dậy đi ông cháu ơi. Mày làm cái gì mà bây giờ ngủ mới dậy? Dạ, tại vì hôm qua con chơi game. Tao cấm mày chơi game đến đêm rồi cơ mà. Con không chơi đến đêm đâu, con chơi đến sáng mà. Thế mẹ có biết là hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Hôm nay là ngày nghỉ hè. Mà nghỉ hè thì con phải được chơi chứ. Thế tao nuôi mày hai mấy năm đã bao giờ nghỉ hè chưa? Thế tao nghỉ hè cho mày nuôi tao nhá. Thế nghỉ hè rồi mày không đi chơi đi suốt ngày rú rú ở nhà cắm đầu vào điện thoại ấy. Con đang chơi với chúng nó đấy thầy. Đâu? Chơi đâu? Trong Liên Quân. Mày trả đâu ấy? Tao không trả ấy. Mày trả đâu? Tao không trả ấy. Sao mày không trả? Này, tao không thích gây gổ cái gì đấy. Gây gổ cái gì? Hả? Làm sao? Nó ấy, tất cả là tại nó ấy. Nó cứ bồ con. Nó cứ bế tê Bích Phương, ích Liên Quân của con. Mày chết than cái gì? Mấy hai cái thằng ảo game này nhá. Nghỉ hè là phải ra ruộng ra đồng mà cày. Con đang cày thầy. Cày gì? Mày cày gì? Cày danh. Ôi nghỉ hè con cái người ta đi làm kiếm mua bao đồ cho bố mẹ mày. Chả làm được cái gì. Cái gì cả thế đấy. Được rồi. Con mua cho bố tôi giày. Giày Nike hay giày Adidas? Giày du mục. Ồ thế mày đùa tao đây à? Mẹ, con mua cho mẹ cái vòng Zumi, Zumi, Zumi hay là sao kia? Vòng được bảo. Ngu, bọn tao cần những trang phục đẹp đẽ chứ ai bảo những cái thứ đấy. Cái trang phục đẹp gì? Được rồi, con lại có cách. Cách gì? Tham gia sự kiện Liên Quân để nhận trang phục AF free. Ngày xưa nghỉ hè nhá, lúc nào tao cũng đi kiếm củi phụ ông bà. Bây giờ mày kiếm củi cho tao đi. Thế mình ra nhà mình để làm gì? Tao để trước bày, lên rừng kiếm củi được chưa? Ồ, trong rừng làm gì có củi? Thế trong rừng không có củi thì có quái vật à? Chả có blue với red thì thầy. Lóc nhà bẩn lắm rồi nhá, đi quét ngay cho tao đi. Quét lóc nhà bố? Bố có chắc là quét lóc nhà không? Hỏi nhiều thế nhỉ? Bảo quét lóc nhà thì quét đi. Ui dài được thầy, được thầy, thông minh đấy, mày thông minh đấy. Nghỉ hè rồi ra ngoài vận động cứ rú rú ở trong nhà làm cái gì? Thế con đi thả diều nhá. Không được, đen ra. Hay là con đi tắm sông? Cũng không được, dễ đuối nước. Thế tôi con ở nhà nhá. Không được, không được. Phải ra ngoài. Mày nghỉ học rồi thì tranh thủ ra ngoài đá mấy trận bóng đi xem nào. Thế mẹ muốn mẹ mất tiền à? Sao lại mất tiền? Tiền bố bột. Rồi ngon đấy. Hè mà không chơi thể dục thể thao thì làm sao mà cao lên được? Không cần, con cao sẵn rồi. Mày cao được không? Mày cao chỗ nào? Không phải chiều cao này, mà là con cao cái khác. Đâu? Cao đâu? Cao thủ Liên Quân. Tao ra tối hậu thư nhá. Mày mà không ra ngoài đi làm đi chơi, mày chết với tao. Mày cho con xin hoãn. Hoãn đúng từ 15 tháng 7 cho đến 31 tháng 7. Xong rồi đi làm. Tại sao lại hoãn? Bởi vì từ 15 tháng 7 cho đến 31 tháng 7 sẽ diễn ra đại sự kiện lớn nhất trong năm nay của Liên Quân Mobi. Có cực kỳ nhiều quà và kho báu trong game cần con đến chinh phục. Hả? Đặc biệt là 7 giờ 30 tối, con phải vào chiến game, chiến cùng anh em để săn kho báu, nhận quà không hết phần. Đúng là mê, con đứng một mồm nó cũng không bỏ được. Thôi được rồi, nhà này mẹ cho mày cày lốt, sau nhớ đi làm nhá. Dạ, con đợi ơn mẹ, con đợi ơn mẹ. Ngày hội Liên Quân 15 đến 31 tháng 7, bạn đã sẵn sàng chưa?